Chân dung năm nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chiến tranh Việt Nam, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch, nơi các tình báo xuất sắc nhất của quân đội ta hoạt động. Họ đi hiên ngang giữa lòng kẻ thù để mang về những thông tin quý giá nhất, giúp cách mạng đi đến thành công. Vậy những nhà tình báo xuất sắc ấy là những ai? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngay sau đây. Tình báo Đinh Thị Vân, bông hoa trong lòng địch. Bà Đinh Thị Vân, tên thật là Đinh Thị Mậu, sinh năm 1916 tại làng Đông An, Tổng Cát Xuyên, huyện Giao Thủy, Phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Bà là một trong những người có công rất lớn trong việc phát triển hệ thống tình báo của Việt Nam. Từ nhỏ, bà đã ý thức được tinh thần đấu tranh chống thực dân đế quốc vì độc lập dân tộc. Bà được các anh trai là Đinh Lai Hạp và Đinh Thúc Dự, những đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ngày ấy giác ngộ, động viên tham gia hoạt động cách mạng, làm giao thông liên lạc, cất giữ tài liệu bí mật của Đảng và tham gia tổ chức nhóm ái hữu tương tế, nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng. Tháng 6 năm 1954, khi đang là huyện ủy viên huyện ủy Xuân Trường, tham gia ban chấp hành tỉnh hội phụ nữ tỉnh Nam Định, tổ chức quyết định điều động bà lên công tác tại Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Bà được giao nhiệm vụ về Hà Nội hoạt động bí mật trong lòng địch, gây dựng cơ sở, tìm hiểu những ý đồ chiến lược của địch. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bà chủ động đề nghị với lãnh đạo, đồng thời khuyên chồng lấy vợ khác để có thể thay bà chăm sóc mẹ già yếu. Chồng bị đau ốm luôn. Năm 1954, tổ chức phân công bà và Nam. Với bí danh là Trần Thị Mỹ, bà cùng với một gia đình cơ sở di cư vào Nam với danh nghĩa là chị dâu, chồng chết, không con, đi cùng với em chồng. Sau một thời gian ngắn, bà đã ổn định được thế đứng hợp pháp, vận động được người trong hàng ngũ địch làm việc cho ta, lấy nhiều tin tức, tài liệu của địch. Tháng 8 năm 1959, khi đang hoạt động trong hang ổ Mỹ Ngụy giữa Sài Gòn, thì bà bị một tên phản bội chỉ điểm. Bà bị địch bắt và tra khảo về đồng chí Nam Phong, một giao thông viên của đặc khu ủy. Ngất đi, tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng bà không hé răng khai nửa lời. Về sau, lợi dụng chính phủ ngụy quyền liên tục đảo chính, lật đổ lẫn nhau, bà đã thoát ra khỏi nhà tù, tiếp tục gây dựng mạng lưới tình báo. Phát huy đà thắng lợi của hai mùa khô, cục diện trên toàn miền Nam thay đổi có lợi cho ta. Trung ương quyết định chuyển cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Chủ trương của ta được thực hiện bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 mà tình báo gọi là kế hoạch vụ mùa. Bà Vân trực tiếp hướng dẫn việc chuẩn bị vụ mùa ở Sài Gòn, chuẩn bị giao liên dẫn đường cho lực lượng ở bên ngoài vào. Tất cả tin tức đều đã được mạng lưới của bà kịp thời báo cáo ra Bộ Chỉ huy Chiến dịch, kèm theo những ý kiến phân tích xác đáng. Mọi kế hoạch đều được tuyệt đối giữ bí mật, tới mức khi vụ mùa đã triển khai mà địch vẫn không hề hay biết. Trở tay không kịp, địch hoang mang lo sợ, máy bay rối loạn trên bầu trời Sài Gòn, xe nhà Bình chạy đâm bừa vào nhau nhốn nháo. Trong thời điểm ấy, bà Đinh Thị Vân vẫn bình tĩnh chỉ huy các chiến sĩ trong lưới của mình, âm thầm làm nhiệm vụ. Bà và mạng lưới của mình đã cung cấp sớm cho tổ chức những tin quan trọng như việc Mỹ đưa bao nhiêu quân vào miền Nam, sự bố trí giữa quân Mỹ và quân Ngụy, hỗn hợp quân Mỹ Ngụy, kế hoạch xây dựng nghĩa quân, địa phương của địch trên 43 tỉnh thành miền Nam, chiến dịch ba mũi tên tìm diệt mà Mỹ Ngụy dự định tiến hành, âm mưu của địch trong chiến dịch Junction City với ý đồ đập tan cơ quan đầu não Việt Cộng, các thông tin phục vụ tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta trong xuân Mậu Thân năm 1968. Với công lao cống hiến cho Đảng và Nhà nước cũng như quân đội, ngày 25 tháng 8 năm 1970, bà Đinh Thị Vân được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau gần trọn một đời cống hiến cho cách mạng, bà về nghỉ hưu ở căn gác nhỏ trong ngôi nhà số 8 phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sống thanh bạch, giản dị, khiêm tốn và thật sự trong sạch trong sự yêu mến và ngưỡng mộ của bạn bè, mọi người nơi bà cư trú. Bà Đinh Thị Vân mất ngày 11 tháng 12 năm 1995 tại Hà Nội. Điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn. Điệp viên Phạm Xuân Ẩn, tên thật là Phạm Văn Thành, là một thiếu tướng tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam.
Ông sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927 tại xã Bình Trước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung. Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí Time, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor. Năm 1953, ông được kết nạp đảng và được giao nhiệm vụ hoạt động điệp báo nhằm tạo vỏ bọc tốt hơn để có thể thâm nhập sâu hơn vào giới chức chính quyền và quân đội Sài Gòn. Năm 1957, ông được cấp trên bố trí sang Mỹ học ngành báo chí. Năm 1959, ông về nước làm việc cho hãng tin Reuters và sau đó là tạp chí Time, New York Herald Tribune của Mỹ. Với kiến thức uyên bác, hiểu biết rộng, cương trực và tài năng giao tiếp, ngoại giao khác biệt, độc đáo theo kiểu lãng tử, hào hoa ngang tàng, chửi thề như bắp rang, xuất hiện với phong cách thượng lưu, thừa hưởng văn hóa được đào tạo chính quy từ Mỹ. Ông đã thâm nhập và là bạn tri kỷ với các tướng lĩnh, trùm an ninh mật vụ cả Mỹ và Sài Gòn, giới báo chí cũng như các chính khách chóc bu của chính quyền Sài Gòn để khai thác thông tin tuyệt mật mang tầm chiến lược cho cuộc đối đầu của miền Bắc Việt Nam với Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Ông có công rất lớn trong việc bảo vệ những cán bộ của ta, tránh việc bị Mỹ phát hiện cũng như cung cấp những tin tình báo quan trọng cho ta. Trong sự nghiệp tình báo lừng lẫy của mình, điều viên Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng. Đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam. Những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của ông gửi đi sống động và vô cùng tỉ mỉ. Với những cống hiến của mình cho cách mạng, ông đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý. Ngày 20 tháng 9 năm 2006, Thiếu tướng điệp viên tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh trước sự tiếc thương toàn thể của người dân Việt Nam và rất nhiều bạn bè quốc tế. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Tình báo Phạm Ngọc Thảo, nhà tình báo cô độc. Đại tá Phạm Ngọc Thảo sinh năm 1922 tại Sài Gòn, nguyên quán ở tỉnh Bến Tre. Ông xuất thân trong một gia đình điền chủ có quốc tịch Pháp, tốt nghiệp trung học công giáo Tabert ở Sài Gòn và có theo học ngành công chính. Sau năm 1945 theo kháng chiến chống Pháp, sau Hiệp định Geneva, ông dạy học ở Sài Gòn, Vĩnh Long và nhờ Ngô Đình Thục giới thiệu với Tổng thống Diệm. Giữ các chức vụ trong chính quyền Sài Gòn, tỉnh đoàn trưởng Bảo An Vĩnh Long, chỉ huy trưởng Bảo An Bình Dương, tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, Bến Tre. Khác với tình báo Vũ Ngọc Nhạ và điệp viên tình báo Phạm Xuân Ẩn, tình báo Phạm Ngọc Thảo là người duy nhất có thể tác động trực tiếp đến chính quyền Sài Gòn. Là sĩ quan cao cấp trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lại có lực lượng trong tay, ông chính là người đã trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt vụ đảo chính làm rung chuyển nền chính trị miền Nam đến năm 1964-1965, gây mất ổn định nghiêm trọng chế độ Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam. Tình báo Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo hoạt động đơn tuyến, không hề có đồng đội trực tiếp hỗ trợ mà chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Bác Hồ và đồng chí Lê Duẩn. Ông không làm công tác đưa tin đơn thuần, mà lớn hơn là được giao nhiệm vụ thay đổi chế độ tại miền Nam. Sự nguy hiểm của ông đối với tồn vong của chế độ miền Nam lý giải tại sao chính quyền Thiệu Kỳ phải quyết bằng mọi giá thủ tiêu ông. Ông là một con người cực kỳ dũng cảm và tài năng. Mỹ đã từng chọn ông để đào tạo trở thành Tổng thống tương lai của Việt Nam Cộng Hòa. Đến khi nguy hiểm đã cận kề, dù đồng chí Võ Văn Kiệt khuyên ông có thể ra căn cứ, nhưng ông vẫn quyết tâm ở lại để tổ chức vụ đảo chính cuối cùng. Việc lớn không thành, bị bắt và tra tấn dã man, nhưng Phạm Ngọc Thảo vẫn không để lộ thân phận của mình. Cho đến khi bị sát hại năm 1965, không ai biết ông là một chiến sĩ tình báo cộng sản. Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, người xây dựng cụm tình báo chiến lược A22. Tình báo Vũ Ngọc Nhạ, bí danh Hai Long, sinh năm 1928 tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông được tham gia chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội mùa đông năm 1946. Ông chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1947. Sau đó, ông trở về Thái Bình làm công tác dân vận trong chính quyền kháng chiến địa phương. Năm 1953, ông được tuyển chọn tham gia vào cơ quan tình báo quân sự.
ông được tổ chức chỉ đạo Nam tiến, luồn sâu, leo cao, trở thành cố vấn thân cận cho giới lãnh đạo trong chính quyền Thiệu Kỳ. Từ Dinh Độc Lập, nhà tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ đã thiết lập nền mạng lưới tình báo A22. Với những cộng sự là người có địa vị cao trong bộ máy chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Ông đã trải qua một thời gian bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam và sau đó do mưu trí và dũng cảm đã thực hiện thành công kế hoạch chui sâu, luồn cao, trở thành một nhân vật tâm phúc của gia đình họ Ngô, giữ vai trò cố vấn của Ngô Đình Diệm. Sau khi Diệm bị đảo chính và sát hại, ông đã tiếp cận thành công với những nhóm cầm quyền mới ở Sài Gòn và tiếp tục trở thành cố vấn của hai đời tổng thống tiếp theo là Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. Những người nắm giữ vai trò cao nhất trên chính trường Sài Gòn cũng là nguồn cung cấp tin chính xác về tình báo chiến lược trực tiếp cho ông Nhạ. Nhờ chiếm được vị trí quan trọng này mà ông đã lấy được hàng loạt tài liệu chiến lược, sách lược tuyệt mật, từ kế hoạch xây dựng ấp chiến lược, kế hoạch Staley Taylor thời Diệm, đến kế hoạch Bình Định Đông Thôn, kế hoạch Phượng Hoàng, kế hoạch đổ quân của Mỹ, sách lược chiến tranh đặc biệt để Đảng kịp thời có đối sách lãnh đạo, đường lối đấu tranh. Ông và cộng sự của mình trong mạng lưới tình báo A22 đã làm nên một huyền thoại kỳ diệu trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Từ những năm 1960, báo chí Sài Gòn và nhiều tờ báo lớn ở các nước phương Tây nhắc đến ông với những câu chuyện bí ẩn, ly kỳ với sự thán phục. Trong bộ hồ sơ thu được tại nhà Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Ngụy Quyền Sài Gòn, có đoạn viết: từ trước đến nay, ngoại trừ những giai thoại giả tưởng trong tiểu thuyết trinh thám, chưa bao giờ có những tổ điệp báo thành công đến như thế. Cụm A22 do ông Vũ Ngọc Nhạ đứng đầu, phát triển đều đặn và thi thố nhiều thủ đoạn mà chúng ta phải nhìn nhận là huyền diệu và xuất sắc. Cuộc đời và sự nghiệp của ông vĩ đại như những huyền thoại. Danh lợi đối với ông dường như vô nghĩa vì ông nhận thức được rằng được bao giờ cũng đi đôi với mất. Tên tuổi, sự nghiệp của ông không chỉ làm cho hàng chục triệu người con đất Việt cảm phục, ngưỡng mộ, mà còn làm cho đối phương, ngay cả những chính khách cao cấp của Mỹ và Ngụy cũng phải kính nể. Cha đẻ của ngành tình báo Việt Nam. Tình báo Đào Phúc Lộc, sinh năm 1923, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, với bí danh Hoàng Minh Đạo, Nam Thu, gắn liền với sự ra đời của ngành tình báo quân sự. Ông chính là người đầu tiên xây dựng nền móng cho sự thành lập của ngành. Đồng chí Đào Phúc Lộc có tuổi thơ rất cơ cực và thiếu thốn tình cảm. Mới lên 6 tuổi, mẹ mất, đồng chí phải về Hải Phòng sống, vừa đi học vừa làm phụ sửa xe. Cuộc sống cơ cực là vậy, nhưng lớn lên nơi vùng đất và gia đình có truyền thống yêu nước, cậu bé Lộc thường được nghe nhiều câu chuyện về những vị anh hùng dân tộc, về tình hình cách mạng. Năm 1936, khi cao trào đòi quyền dân sinh dân chủ của nhân dân đang nổ ra mạnh mẽ khắp nơi, ông đã tham gia phong trào học sinh yêu nước ở Hải Phòng. Năm 1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành người giữ liên lạc của đồng chí Tổ Hiệu. Cách mạng tháng 8 thành công. Với bí danh Hoàng Minh Đạo, ông về Hà Nội giữ chức vụ trưởng phòng quân ủy hội thuộc Bộ Tổng Tham mưu khi mới 22 tuổi. Nhận nhiệm vụ nắm bắt tình hình quân Pháp, Nhật, Tưởng và bọn Việt Quốc, Việt Cách, Thân Tưởng. Chỉ với một nhóm cán bộ ít ỏi cùng những phương tiện liên lạc thô sơ, ông đã tổ chức mạng lưới tình báo rộng khắp từ nhà hàng, khách sạn, giáp hát, bưu điện, cài cắm người trong hàng ngũ của địch. Với phương châm lấy dân làm tai mắt, ông đã nắm bắt được các thông tin nhanh, giúp cách mạng kịp thời tổ chức tác chiến. Dưới sự chỉ huy đầy sáng tạo của Hoàng Minh Đạo, những chú bé đánh giày, những cô thiếu nữ lá ngọc canh vàng, nữ sinh đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi chung của phong trào cách mạng. Chỉ sau 2 năm, từ năm 1945 đến năm 1947, phòng tình báo do đồng chí Hoàng Minh Đạo đứng đầu đã có mạng lưới đặt tại 23 tỉnh, thành, từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Thừa Thiên. Đồng thời, ông cũng là một trong những nhân vật chủ yếu sáng lập ra ban địch tỉnh xứ ủy và ngành binh vận vào thời điểm gay go, ác liệt nhất của cuộc chiến đấu chống xâm lược Mỹ. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1955, trở thành một trong những mũi giáp công lợi hại của cách mạng miền Nam. Ông đã từng giữ chức ủy viên thường vụ khu ủy Sài Gòn Gia Định, bí thư kiêm chính ủy phân khu 5, bí thư phân khu 1 khu Sài Gòn Gia Định và chính ủy lực lượng biệt động Sài Gòn. Năm 1969, chính ủy Hoàng Minh Đạo về Trung ương cục dự họp, báo cáo công tác chuẩn bị chiến trường trên địa bàn. Khi vượt sông Vàm Cỏ Đông, ghe chở chính ủy Hoàng Minh Đạo đã đụng thuyền địch,
ông và các đồng chí khác hy sinh dũng cảm giữa dòng nước. Với những thành tích đã đạt được, ông được nhà nước truy phong hàm Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1998 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 1999. Tên tuổi của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Phúc Lộc, Hòa Minh Đạo đã được đặt cho nhiều đường phố và trường học của thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất đồng chí đã từng chiến đấu và sinh sống, có một con đường và một trường tiểu học tại đây, ở phường 5, quận 8, đã vinh dự mang tên Hoàng Minh Đạo. Trên đây là 5 nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam. Bạn ấn tượng với vị tình báo nào nhất? Hãy để lại lời ý kiến của bạn trong phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.